Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bác sẽ cập nhật nhanh về BM7004, mẫu âm ly của Marantz. Thì trước đây anh em chúng ta cũng chia sẻ khá là kỹ rồi. Sản phẩm lần này thì bác vẫn đấu giá được với tình trạng rất là tốt, đầy đủ phụ kiện như remote, dây nguồn. Đặc biệt vẫn mức giá bán cũ nhưng mà bác có đấu giá thêm được một cái phần ốp ở hai bên hông nè các anh. Cái này nó là phụ kiện chính hãng của Marantz luôn nha. Và lâu lâu nó mới có chứ không phải là con nào cũng có, tại vì nó không có phát hành theo cùng sản phẩm. Cái này dạng như là option mua rời á, giống như cái chân của Lobo á các anh. Đó thì bác vẫn mua được với mức giá đó, nhưng có thêm cái ốp thì bác sẽ tặng kèm cho các anh luôn. Sản phẩm này hiện tại vẫn có giá là 10 triệu rưỡi nha các anh, và giá không bao gồm tiền phí vận chuyển. Cập nhật nhanh đến các anh về một vài cái tính năng, và nếu như các anh đang thắc mắc không biết cái dòng sản phẩm này nó ở phân khúc nào á, thì cái con này nó sẽ ngang ngang với những con điện nông 1.500 á, và nó sẽ có mức công suất đầu ra là 70W một kênh, đáp ứng được cho đại đa số những cái mẫu loa phổ thông bây giờ. Thêm một cái điểm cộng là nó vẫn có cầu loa AB nha. Điện ông 1.500 thì sẽ không có cái tính năng này. Và ở trên 7004 thì chúng ta sẽ có thêm một cái biến trở để chỉnh mic, có nghĩa là chỉnh cho cái tần số phần trung âm á. Còn những cái dòng âm ly khác thì đại đa phần là chỉ chỉnh bass shape thôi. Đây cũng là cái chi tiết đặc biệt nổi trội ở trên dòng BM7004. Tại vì cái biến trở này chúng ta có thể can thiệp được một phần của tiếng bass, một phần của tiếng chép, và nó thay đổi hiệu ứng cái trung âm rất là tốt. Nó sẽ phù hợp được cho nhiều cái gu nghe và nhiều cái dòng nhạc khác nhau đó các anh. Tình trạng gương mặt thì như các anh có thể thấy, chúng ta sẽ có mẫu sản phẩm với gương mặt rất là sáng sủa, gần như là không có vết trầy xước gì ha. Phụ kiện thì đây là remote zin theo đúng đời của nó, và tình trạng cũng còn rất là cứng cáp nè. Dây nguồn zin theo đúng máy, dây nguồn của nó là dây nguồn hai chấu như thế này nè các anh, chứ không phải là dây nguồn ba chấu ha. Dây nguồn ba chấu thì sẽ có thêm một cái lỗ mát ở đây nữa. Hôm nay bác phải để âm ly ở dưới chân loa để cập nhật tới các anh, nó không có được trang trọng cho lắm, cho nên rất là mong các anh thông cảm. Do mấy hôm nay thì bác đang đánh giá chi tiết về một vài cái mẫu âm ly đa kênh á, để xem là cái khả năng đáp ứng của nó có tốt hay không. Tại vì hiện tại những cái mẫu máy này nó đang rất là rẻ các anh, nó rẻ hơn âm ly hai kênh, âm ly nghe nhạc bình thường của mình rất là nhiều luôn á. Nhưng mà bác thấy thứ nhất là giá rẻ nè, thiết kế cũng đẹp, và đặc biệt là cái công suất đầu ra của nó rất là lớn. Thì để bác đánh giá chi tiết xem là khả năng của nó sẽ đáp ứng được cho chúng ta trong những cái nhu cầu gì. Ví dụ như là xem phim thì chắc chắn là ok rồi, nhưng mà nghe nhạc ở không gian rộng thì không biết nó có thực sự ổn hay không. Thì sau khi mà đánh giá thực tế, bác sẽ có một vài cái chia sẻ để gửi tới các anh. Hiện tại thì bác có làm thử, bác có đánh giá thử về một vài mẫu ha. Ví dụ như Denon ở đây thì bác có để dòng 3310 và 4311. Dòng 4311 này là một trong những dòng rất là cao cấp nha các anh, nhưng mà giá rẻ lắm, chỉ loanh quanh khoảng 8 triệu thôi. Nó còn rẻ hơn những cái con âm ly nghe nhạc cỏ nữa, nhưng mà con này thì đáp ứng được rất là nhiều tính năng. Đó thì bác sẽ cập nhật chi tiết tới các anh sau ha. Hiện tại thì bác vẫn còn đang trong cái giai đoạn đánh giá. Bây giờ thì bác sẽ tháo cái khoa nội thất của BM7004 ra cập nhật chi tiết tới các anh. Tương tự thì khoa nội thất trên 7004 lần này của chúng ta cũng giữ được một tình trạng rất là tốt nè các anh. Góc cạnh thân vỏ rất là vuông vức nha, hoàn toàn không có bị cấn mớp gì cả. Cái phần khung xương của nó còn rất là trắng nè. Cái này nó là thép nguyên bản nha, không có xi mạ gì. Âm ly hầu như con nào nó không vậy hết. Và những cái chi tiết này mặc dù nó không có quan trọng gì, nhưng mà dễ để chúng ta đánh giá về hình thức máy lắm các anh. Toàn bộ cái dàn ốc mạ đồng của nó còn rất là đều màu nè. Cái này là ốc được mạ đồng nha, chứ nó không phải bằng đồng các anh. Rồi, ở đây thì mình sẽ có hai cái tủ gấp nguồn, và như các anh thấy chúng ta sẽ có bề mặt còn rất là phẳng. Bên trong cái phần bo của nó thì theo như bác kiểm tra nó còn một cái lớp bụi. Lớp bụi này cũng tương đối nhiều ấy, nhưng mà bác cố tình không có vệ sinh nó đi. Tại vì các anh biết là cái lớp bụi mình ở bên Nhật thì nó rất là dễ vệ sinh nha. Còn khi về Việt Nam chúng ta sử dụng một thời gian á, bụi ở mình độ nhiễm nó cao quá, nó có khói xe rồi nó có cái giống như kiểu dầu á các anh, và nó bám vào rất là khó vệ sinh. Thì vô tình cái lớp này mình để lại nó trở thành một cái lớp bảo vệ. Mình sử dụng trong một cái thời gian 3-4 năm gì đó, mình mang ra mình vệ sinh máy nó sẽ rất là sạch sẽ, và nó ít tác động xấu tới cái phần linh kiện này. Bác sẽ giữ lại tại vì nó cũng không ảnh hưởng gì ha. Bên này là cái bộ phận nguồn này. Sau khi tháo cái phần ốp ra thì các anh sẽ dễ quan sát hơn. Chúng ta có hai cái ốp, cái này nó được làm bằng ván công nghiệp các anh. Mình sẽ có một bộ gồm 6 cái chốt nhựa để cố định này, ốc vít của nó. Bề mặt rất là ok ha. Cái chi tiết này thì thường những cái con âm ly cũng như CD Marantz hiếm khi có lắm. Nó là một cái option bán rời, nó không có đi kèm theo máy lúc phát hành á, cho nên là lâu lâu mới có mua được một cái thôi. Tình trạng rất là ok ha. Gương mặt nè, thân vỏ cho tới nội thất ở bên trong.
Thì video này Bách chia sẻ nhanh như vậy thôi ha các anh, tại vì cái dòng này Bách cũng giới thiệu khá là nhiều rồi, chắc các anh không có xa lạ gì nữa. Nếu các anh có thêm những thắc mắc hay nhu cầu gì phát sinh, vui lòng gọi trực tiếp giúp Bách qua số điện thoại ở trên tiêu đề của video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau ạ.